Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Cuối tuần qua thì Thuận đi San Diego và ngày hôm qua thì công ty có khá nhiều công việc cho nên mà tới ngày hôm nay Thuận mới có thể tiếp tục chia sẻ một số điều với các bạn Và trong video này Thuận muốn tập trung nói về giá của Bitcoin Hiện tại là 8.709 lúc mình thường làm video Tuy là trong vòng 2 ngày qua phần lớn là giá đi hàng ngàn Nhưng mà nếu như các bạn nhìn vào 2 tuần qua thì giá thật sự là dao động khá nhiều và bây giờ chúng ta không còn bao nhiêu ngày nữa là sẽ tới cái ngày Bitcoin halving kế tiếp và các bạn thấy là chỉ còn có 113 ngày có nghĩa là không tới 4 tháng bây giờ chứng đoán là ngày 12 tới tháng 5 năm 2020 thì mỗi 250.000 block thì Bitcoin cái số lượng mà được ra đời mỗi một block sẽ bị giảm đi phân nửa và đây là cái đợt thứ ba thì Bitcoin sẽ giảm từ 12,5 Bitcoin chỉ còn có 6,25 Và đề tài mà nhiều người tranh lộ nhất là giá của Bitcoin từ đây cho tới cái ngày Harvin cũng như là không còn tới 4 tháng nữa thì giá cả sẽ phản ứng như thế nào Thật ra không ai biết được tương lai nhưng mà trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn ba yếu tố mà các bạn cần phải lưu ý tới từ đây cho tới cái ngày mà Bitcoin Harvin và đương nhiên chúng ta sẽ không nói tới cái yếu tố cá voi Tại vì các bạn thấy là thị trường Bitcoin khá nhỏ Các bạn có giỏi về phân tích kỹ thuật cấp mấy Các bạn có hiểu về cái cách thị trường hoạt động cấp mấy Nếu như mà có một cá voi có nghĩa là một nhà đầu tư có số lượng lớn Bitcoin Hay là có số lượng lớn tiền Cố tình đẩy giá lên hay là đẩy giá xuống Thì giá cả cũng sẽ đi theo ý của họ Đây là điều mà không ai biết trước được Và nhiều bạn thì phàn nàn Là nói là tại sao thị trường Bitcoin lại để cho những cá voi làm giá Tại sao lại để bị thao túng Thật ra trong cái thị trường tài chính thì không có một thị trường nào mà không bị thao túng. Chúng ta nói về thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, thị trường vàng, thị trường nào cũng bị cáo vô làm giá, thị trường nào cũng bị thao túng. Chỉ có là những thị trường đó trưởng thành hơn, cái số lượng vốn hóa cao hơn cho nên cái sự thao túng cũng bị giảm xuống. Khi mà Bitcoin có cái số lượng vốn hóa cao hơn, trưởng thành hơn thì cũng tương tự như những thị trường khác, cái sự mà thao túng cũng sẽ bị giảm xuống nhưng mà bây giờ thì chưa được. Và ba điều mà tôi muốn nói với các bạn trong video này. Điều thứ nhất chúng ta sẽ nói tới đó chính là một số người gọi là weak hands. Có nghĩa là cái số lượng người mà yếu tay có ý định bán thì số lượng người đó còn bao nhiêu và ảnh hưởng như thế nào đối với thị trường. Điều thứ nhì là chúng ta sẽ nói tới một số điều mà nhiều người tranh luận gọi là CME Future Gaps hay là cái lỗ hỏng hợp đồng tương lai của CME Lỗ hỏng hợp đồng tương lai là như thế nào? Và các bạn cần quan tâm tới hay là không? Và điều cuối cùng chúng ta sẽ nói tới là có thể các bạn nhận được những tin tức là cái hash rate của Bitcoin đã đạt được mức kỷ lục mới và tốc độ đào của Bitcoin đã tiếp tục tăng lên thì điều này có ý nghĩa như thế nào đối với giá cả của Bitcoin Thật ra hơn nửa năm trước đây thường có làm một cái video video 371 Bitcoin halving giá sẽ chạm 100.000 đô thì trong cái video đó chúng ta đã nói tới là Bitcoin cái ngày halving thì tính theo lịch sử trước đây tính theo cái tỷ lệ trước đây thì cái ngày Harvin giá sẽ khoảng là 9.416 đô. Làm sao tính được cái giá 9.416 đô này thì Thuận sẽ để cái video 371, cái link sẽ nằm ở phía trên màn hình để các bạn bấm vào để hiểu rõ hơn. Và cái ngày Harvin của video này các bạn thấy để ra ngày 22 tháng 5 năm 2020. Tại vì cái lúc mà Thuận làm video này đó là ngày chuẩn đoán của Harvin. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy là ngày Harvin rút ngắn lại là ngày 12 tây tháng 5. Thì tại sao lại bị rút ngắn lại 10 ngày? Tại vì khi mà chúng ta nói tới Bitcoin thì mỗi một block trung bình là 10 phút nhưng mà một block có thể là nhanh hơn 10 phút, có thể chậm hơn 10 phút rất nhiều. Và trong vòng hơn nửa năm qua thì các bạn thấy là một block ra đời nhanh hơn 10 phút. Cho nên cái ngày mà Bitcoin halving đã rút ngắn lại 10 ngày. Tại vì Bitcoin halving là tính theo cái số block chứ không phải là tính theo cái số ngày. Và nhiều bạn khi mình nhìn vào cái giá của ngày halving chuẩn đó chỉ có 9.416 đô dựa theo cái tỷ lệ trước đây thì có thể là cảm thấy là rất là thất vọng tại vì các bạn thấy là cách đây không lâu chỉ có hai ba ngày trước đây thì giá bitcoin đã có thể tới mức là gần như 9.200 đô và nếu như mà phải chờ gần 4 tháng mà giá chỉ có thể là 9.400 đô thì thực sự là không cao thì ba điều mà chúng ta sẽ nói tới là những yếu tố mà có thể ảnh hưởng tới giá cả từ đây cho đến ngày Harvin trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn nhận được giá trị trong video ngày hôm nay thì các bạn đừng quên những cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Trở lại với lại cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta sẽ nói tới có thể có sức ảnh hưởng đối với giá cả. Đó chính là một số người gọi là weak hands. Weak hands là những người mà yếu tay có nghĩa là những người mà mua Bitcoin bị đu đỉnh, mua Bitcoin với giá cao và muốn thoát ra khỏi thị trường, nghĩa là muốn bán. Thì những người đó bây giờ là còn bao nhiêu Tại vì đây là cái nhóm người mà có thể gây ra cái áp lực bán đối với thị trường Làm cho giá cả không tăng được Thì đối với Peter Brand cái số lượng người này là không còn bao nhiêu Và chúng ta có thể là đã thấy đáy của đợt này Giá Bitcoin sẽ từ đó mà tăng lên Thì để Thuận chia sẻ với các bạn cảm nghĩ của Thuận về cái số lượng người mà mua với cái giá cao mà có ý định bán là còn bao nhiêu Thì chúng ta sẽ nói tới hai đợt Cái đợt đầu tiên Để chúng ta nhìn vào cái biểu đồ nến ngày ở trên Trading View thì các bạn thấy được là khi chúng ta nói tới năm 2017 cuối năm đó khi mà Bitcoin đạt được cái mức 20.000 đô thì những người mà mua ở cái giá cao 18.000 đô, 19.000 đô, 20.000 đô thì bao nhiêu người trong số đó chưa bán và có ý định bán ở cái mức này thì các bạn nhìn vào giá cả của Bitcoin hơn 2 năm qua thì giá từ 20.000 đô xuống cái mức thấp nhất năm 2018 chỉ còn có 3.000 đô thì tôi nghĩ là cái số lần người mà muốn bán thì khi mà Bitcoin đi xuống năm 2018 thì đã bán Những người mà không bán thì tôi nghĩ là không có lý do gì mà lại bán ở cái mức này Tại vì khi Bitcoin từ 20.000 đô xuống 8.700 đô Nếu như đã không bán ở lúc đó thì từ 3.000 đô lên 8.700 đô Thì tại sao lại không bán mà phải đợi tới Bitcoin từ 14.000 đô xuống còn 8.700 đô mới bán Thứ nhì là chúng ta nói tới cái số lượng người mà mua Bitcoin với cái giá cao cái tài khoảng chừng vài tháng khi mà Bitcoin lên tới cái mức là 14.000 đô năm 2019 thì bao nhiêu người mua ở cái mức cao năm 2019 mà có ý định bán ở cái mức 8.700 này thì các bạn thấy là từ 14.000 đô xuống tới cái mức thấp nhất gần đây là chỉ còn có khoảng 6.300 đô thì đã xuống hơn 50% Tôi nghĩ là cái số lượng người muốn bán thì cũng đã bán khi mà Bitcoin đi xuống trong đợt đó. Những người mà tiếp tục lưu trữ cũng sẽ không có bao nhiêu người muốn bán ở mức 8.700 đô này. Tôi nghĩ là cái mức kế tiếp mà những người mà mua cái giá cao muốn bán đó chính là mức 20.000 đô. Cho nên về cái phương diện này, tôi đồng ý với cách nói của Peter Brand là cái số lượng người mà yếu tay đang bị lỗ muốn bán đã không còn bao nhiêu người. Cái số lượng người còn lại đã sẽ tiếp tục hô cho đến 20.000 đô. Cho nên áp lực bán của cái số lượng người này thường nghĩ là không cao. Điều thứ nhì mà chúng ta sẽ nói tới đó chính là liên quan tới CME Future Gaps hay là lỗ hỏng hợp đồng tương lai của CME. Thì trước hết chúng ta sẽ nói tới là lỗ hỏng hợp đồng tương lai của CME là như thế nào. Thì khi mà chúng ta nói tới cái thị trường hợp đồng tương lai của CME đây là một thị trường mà không có hoạt động cuối tuần. Thì khi mà thị trường đóng cửa cho đến ngày mà thị trường mở cửa đầu tuần thì giá cả sẽ không khớp với nhau tại vì các bạn thấy là giá Bitcoin giao dịch 24 trên 24 cho nên cơ hội là giá đóng lại và giá mở cửa của thị trường CME sẽ không khớp với nhau và khi mà cái giá đóng và cái giá mở không khớp với nhau thì sẽ tạo ra một cái lỗ hỏng và lỗ hỏng đó người ta gọi là CME Future gaps, lỗ hỏng hợp đồng tương lai của sàn CME và thật ra cái hiện tượng lỗ hỏng hợp đồng tương lai là một hiện tượng mà cũng xảy ra trong thị trường chứng khoán chứ không phải là riêng về thị trường hợp đồng tương lai của Bitcoin nhưng mà điều mà nhiều người quan tâm tới đây là khi mà lỗ hổng được tạo ra như là các bạn thấy trong bài viết này nói là có hai lỗ hổng được tạo ra đây là bài viết được viết hai tuần trước lỗ hổng 7.600 đô và lỗ hổng 11.900 đô thì nhiều người tin tưởng là khi mà cái lỗ hổng một đồng tương lai được tạo ra thì bitcoin sẽ đi trở về cái giá này để mà lắp lại lỗ hổng đó trước khi mà tiếp tục đi tiếp có nghĩa là bitcoin sẽ trở về mức 7.600 đô cho nên các bạn thường hay nhìn thấy một số bài viết nói là Bitcoin sẽ trở lại cái mức là 7.600 đô, 6.000 đô hay là 11.000 đô Tại vì lỗ hỏng hợp đồng tương lai vẫn chưa được lắp lại Thì điều này có đáng tin hay không? Điều này thật hư là như thế nào? Trước hết tôi muốn chia sẻ với các bạn là Thuận không có để ý nhiều đối với lỗ hỏng hợp đồng tương lai Tại vì không có một cái logic nào có thể giải thích được là tại sao Bitcoin phải trở về lắp lại lỗ hỏng mới có thể tiếp tục đi tiếp và thật ra ở trên Twitter đã có một cái bài nghiên cứu riêng về cái vấn đề này mà thường cảm thấy là rất thú vị thường muốn chia sẻ với các bạn. Thì trên Twitter The Whiskey Guy, người này đã nhìn vào 100 lỗ hỏng hợp đồng tương lai và trong 100 lỗ hỏng hợp đồng tương lai này, 95%, có nghĩa là 95 trên 100 là đã được lắp lại. Thì cái giá trên lệch giữa cái lúc đóng tới cái lúc mở của sàn CME cao nhất trong 100 cái lỗ hỏng vừa qua là 12,4% và thấp nhất là trăm Thì dựa theo những gì mà thường nói, nếu như mà 95% là Bitcoin trở lại lấp lại lỗ hỏng, thì có phải đây là một cách giao dịch rất dễ dàng, rất dễ để mà kiếm tiền hay không? Không đơn giản như vậy. Tại sao? Tại vì khi các bạn đặt lệnh thì các bạn ít nhất là phải có cái cơ hội lợi nhuận cao bằng hay là cao hơn cơ hội thua lỗ. Cho nên nếu như mà các bạn cứ đặt lệnh mà không có stop loss, cho dù là các bạn thắng được 95 lần nhưng mà 5 lần mà Bitcoin không trở lại để mà lắp lỗ hỏng các bạn có thể là thua hết và bị cháy tài khoản đó là điều đầu tiên điều thứ nhì là nếu như mà chúng ta chỉ đặt một trên một nghĩa là cơ hội thắng và cơ hội thua là bằng nhau thì trong 100 cái lỗ hỏng hợp đồng tương lai các bạn sẽ bị stop 53 lần và các bạn chỉ thắng có 47 lần có nghĩa là nếu như các bạn cược một trên một thì các bạn sẽ bị lỗ và cho dù là Bitcoin sẽ lắp lại cái lỗ hỏng mà các bạn đang đặt lệnh thì cũng không có nghĩa là sẽ lắp lại liền có thể là tốn vài tuần thậm chí là vài tháng và cái phần trăm drawdown có nghĩa là phần trăm mà các bạn lỗ trên giấy tờ có thể là rất cao giả sử như là các bạn đang đặt lệnh short thì Bitcoin có thể là tiếp tục tăng lên thậm chí là tăng rất cao trước khi mà trở về lấp lại lỗ hỏng đó các bạn sẽ bị stop out cho nên trong 100 lỗ hỏng gần đây thì các bạn sẽ bị lỗ 53 lần lời chỉ có 47 lần kết luận của The Whiskey Guy là nếu như mà các bạn giao dịch dựa trên hợp đồng tương lai mà các bạn để stop loss với take profit 1 trên 1 thì các bạn sẽ bị lỗ cho nên lỗ không đồng tương lai là một cái đề tài mà thường không quan tâm tới nhiều và Bitcoin được giao dịch toàn thế giới chứ không phải riêng ở Hoa Kỳ giá cả trên sàn CMB khả năng là không ảnh hưởng nhiều đến với giá cả của Bitcoin trên thế giới đó là điều thứ hai các bạn nghĩ sao về vấn đề này thì các bạn hãy comment ở phía dưới và điều cuối cùng đây là một điều mà thường cũng đã từng chia sẻ trên Twitter đó chính là khi mà chúng ta nhìn vào Bitcoin hash rate tốc độ đào của Bitcoin thì các bạn thấy có rất nhiều bài viết gần đây nói là tốc độ đào của Bitcoin đã đạt được đỉnh mới thì điều này có hiện như thế nào đối với giá cả các bạn thấy là chúng ta ngày lại càng tới gần cái ngày Bitcoin halving thì tại sao mà tốc độ đào lại tiếp tục tăng lên mạnh khi mà biết được là cái ngày halving khi mà ngày đó xảy ra thì cái số lượng Bitcoin ra đời một lốc sẽ bị giảm đi phân nửa cũng đồng nghĩa là nếu như mà giá Bitcoin không thay đổi ngày halving thì trong vòng một ngày đó những người thợ đào thu nhập thì bị giảm đi phương nửa nếu như đã biết trước như vậy thì tại sao thợ đào vẫn tiếp tục tăng tốc độ đào lên một trong những suy nghĩ mà thường đã chia sẻ trên facebook và twitter đó chính là nếu như mà các thợ đào tăng tốc độ đào trên mạng lưới bitcoin để mà kiếm được nhiều bitcoin hơn và cố tình giữ những bitcoin đó lại giảm nguồn cung ở trên thị trường để mà đẩy giá cả lên và đợi cho tới ngày harvin hay là trước ngày harvin lúc đó thì mới đẩy bitcoin ra để mà kiếm lợi nhuận cao hơn đây thường nghĩ là một điều hoàn toàn là có thể và nếu như mà đây là sự thật thì có thể là chúng ta thấy giá bitcoin sẽ càng ngày càng tăng lên từ đây cho đến trước ngày harvin tại vì một trong những nhóm người mà bán bitcoin nhiều nhất và thường xuyên nhất đó chính là những cái thợ đào mà nếu như mà những cái xưởng đào giữ bitcoin lại mà không bán ra giảm nguồn cung thì sẽ đẩy giá tăng lên từ đây cho đến trước ngày harvin và gần tới ngày harvin có thể là họ tung bitcoin ra để mà bán với cái giá cao và nếu như đó là sự thật thì trước ngày harvin chúng ta sẽ thấy bitcoin có cái sự tục giá tại vì nguồn cung độ ngột tăng lên và sau cái ngày halving thì thường nghĩ là một điều sẽ xảy ra đó chính là cái tốc độ đào trên mạng lưới bitcoin trong thời gian ngắn sẽ bị giảm xuống tại sao tại vì các bạn thấy là khi mà tốc độ đào tăng lên thì một điều khác cũng sẽ tăng lên đó chính là độ khó đào nhưng mà không tăng cùng một tốc độ các bạn thấy được là từ khi bitcoin ra đời cho tới bây giờ thì cái biểu đồ bên tay trái đó chính là cái biểu đồ tốc độ đào của bitcoin ngày lại càng tăng lên Biểu đồ bên tay phải là cái biểu đồ liên quan tới độ khó đào của Bitcoin ngày cũng càng tăng lên nhưng mà tăng với một cái tốc độ chậm hơn và điều đặn hơn Tại sao? Tại vì có một cái sự quan hệ giữa tốc độ đào và độ khó đào Mỗi một lần mà tốc độ đào tăng lên thì độ khó đào cũng sẽ tăng theo nhưng mà hai tuần sau thì mới tăng theo Cho mình thấy được là lần kế tiếp điều chỉnh độ khó đào của Bitcoin sẽ là 6 ngày 5 giờ nữa và tại vì tốc độ đào tăng lên cho nên kỳ này chẩn đoán là độ khó đào sẽ tăng lên 4,56% và ngược lại khi mà tốc độ đào giảm xuống thì hai tuần sau độ khó đào cũng sẽ giảm theo cho nên cái ngày mà Harvin xảy ra thì sẽ có một số lượng những cái xưởng đào nhỏ cái số lượng người mà sử dụng những cái máy đào cũ hơn có cái hiệu suất thấp hơn mà đột ngột thu nhập bị giảm đi phân nửa tại vì cái số lượng bịch trong đời đời cũng bị giảm đi phân nửa thì họ sẽ ngưng cái máy đào Tại vì nếu tiếp tục đào họ sẽ bị lỗ tiền điện và lỗ các chi phí liên quan. Đó cũng là lý do tại sao mà chúng ta sẽ thấy trong thời gian ngắn sau ngày Harvin thì cái tốc độ đào của mạng lưới Bitcoin có khả năng rất cao là sẽ bị giảm xuống. Nhưng mà sẽ giảm tới một mức nào đó rồi sẽ ngân lại tại vì cái độ khó đào của Bitcoin sẽ điều chỉnh lại và điều chỉnh xuống để giữ thăng bằng cho mạng lưới của Bitcoin. Và đây là một điều mà cũng đã xảy ra ở trên mạng lưới của đồng Litecoin sau của đợt Harvin năm 2019 đây là ba cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay liên quan tới tình hình của bitcoin từ đây cho đến ngày harvin thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này những mà nào mà thích trading và thích chơi margin thì một trong những sàn mà các bạn có thể tham gia đó chính là sàn napx ở phía dưới video này có link để các bạn tham gia sàn napx và nếu các bạn tham gia link của thuận capital thì có thể điền đơn để được tham gia vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là nhận những tín hiệu trade miễn phí trên màn hình cũng có cái link đó chính là những video về sàn Nasdaq mình thường đã làm. Nếu như các bạn muốn giao dịch sàn altcoin thì các bạn có thể sử dụng sàn Binance. Nếu như các bạn sử dụng link của Thuận Capital ở phía dưới video thì các bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch. Sàn sẽ trả lại các phí đó trực tiếp vào chi mục của các bạn khi mà các bạn đăng ký thông qua link ở phía dưới video. Ngoài trừ video ra thì các bạn có thể tìm thấy các bài viết trên thuậncapital.com và các bạn có thể tìm thấy video của Thuận Capital ở trên Library, một nền tảng phi tập trung. Ngoài trừ là YouTube, các bạn cũng nên đăng ký để chúng ta không phụ thuộc hoàn toàn vào YouTube. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.